Chào tất cả các bạn nha. Chiều nay thì vô cho vợ mình chiến đấu tiếp bạn ơi. Chiều nay đi cho chuột với lại cho lươn nó ăn. Lươn cá ăn. Không gà chắc nó cũng đói rồi. Đây, chiều nay sẽ cho chuột ăn khoai mì. Còn lươn với cá thì ăn cá thò lòi. Nãy anh có nhấp cái thò lòi bạn. Rồi vô đây gũ cham đi thả con lươn. Ở ngoài đi mà hỏi mình thả một bữa rồi mấy cái mương giờ ta cũng dọn hết rồi. Nên quậy vô đây chiến tiếp. Hai cha con đi vui đi nữa anh buồn. Đó. Mồi cũng móc sẵn rồi, giờ lên đường thôi. Chiều nay sẽ thả mớ phao lương này cũng cổ lắm rồi. Mình cụm trang mình cụm. Với lại gài thêm 10 cái bẫy chuột, kiếm chuột nữa. Nói chung là được này mất kia. Ủa, không phải, phải nói được hết mới được. Cái gì? Tranh thủ vớt được gì vớt, bào được gì bào. Đó giờ gài gặp đây cũng chưa gài bằng một khoai mì luôn á. Sẵn có mấy củ khoai mì nè, chặt quẩy theo gài luôn. Hên hên biết đâu dính cống ngáy không rồi sao. Rồi giờ hai cha con mình sẽ lên đường đi thả câu lương với lại gà gặp chuột qua này. Bữa nay lội lên khu trên kia coi. Không gà lâu lắm không có lên khu thuốc trên kia. Kiếm lương nái rồi cho sướng sướng rồi coi. Rồi giờ lên đường thôi, chờ đợi kết quả vào tối nay bạn ơi. Rồi nhắc này mời bạn cùng hai cha con mình lên đường thăm câu bạn đây. Lạnh. Chào các bạn. Này chiến đấu lại. Chắc này cũng 9 giờ hơn. Nãy nằm nhà có phin phê. Nằm trong nhà ấm quá đi ra bờ sao lạnh quá. Tháng này người ra vẫn còn lạnh. Bờ bạn thấy lúc này nè. Cỏ lên hút đầu luôn. Đám sầu riêng này chết mới còn mới bỏ luôn. Hy vọng là tối nay hai cha con cứng lia lịa thôi. Rồi chưa hiện tượng. Không nhúc nhích thôi trời. Thì trời sụp lỗ. Cái bà cỏ này không quen đi là sụp lỗ hoài. Mà quen đi cũng sụp lỗ hoài luôn. Ê ê. Mình thấy nó mới dính. Có lý quá ra chứ. Hiện tượng đầu tiên. Hi. Được đó nghe. Quấn cứng nha chứ. Khui. Chưa thấy lương. Thấy lương con quá. Sảy. Hiện tượng đầu tiên sảy rồi. Mấy mươi nãy giờ bạn thấy như đám gừng. Nhưng mà nước chiều chưa vô tới đây. Đẩy bọc ngoài vô ít mà con cái mấy mương này hồi đó tới giờ luôn á bắt không có lương bự, chưa có thấy lương nái, lương toàn dữ lắm dữ là lúc đó được con 200 gram. Cả đó đâu lợi không, còn như là con tay. Bữa nay thử làm con bự coi cái sao. Thật hoặc xuống nó có chốc luôn. Mình cũng qua thăm phao đầu tiên luôn này. Cha mình 5 lưỡi rồi, chưa dính con nào chứ. Rồi luôn. Phao để trên thì chiều cố tình để trên đó cho nó lôi gớt xuống rồi nó. Còn nằm đi thinh đây nè. Còn mồi luôn.
hẹn buổi sáng. Khai trương cái gặp đầu tiên coi. Chỗ này nghe cái hang chuột đá lắm. Rồi không sập luôn rồi. Khổ vô. Khổ luôn nằm đâu ta. Cái bọt này dở khó đi. Phao nằm đây dây nằm đó thẳng thẳng không. Dùng băng. Ý. Có hiện tượng nha. Có lôi mà thấy lôi này yếu quá. Đi quấn dữ quá vậy nè. Ủa này không dính. Trời ơi con lương. Dính con lương không thấy con lương luôn. Thua cọng cỏ nữa. Bó tay thiệt chứ. Ôi con lương bự. Lương kiếm không thấy con lương luôn. Gỡ được. Ê cũng được, có dính là vui rồi. Có hàng có hàng. Lương đầu tiên. Đêm nay mình lãnh lương trước cha mình bạn ơi. Mà ổng lương này ổng đâu có thèm. Nó chê. Lương này khỏi mặn. Ăn ăn cá kèo vậy đó. Con nó gỡ được dễ. Ồ, dính lương mà kéo lên thấy thấy cái đổ ra nó quấn mà nhớt nhớt. Trời gỡ luôn. Con quan thăm phao này luôn. Lương quá bự. Lương quá bự để cho chào nên gỡ được rồi. Không nuôi. Nó buộc có bắt im hết biết mà không có. Con thấy con dây thì nó xéo dữ rồi đó. Cứng. Rồi. Nên xèo. Lạnh quá cứng nổi. Chòm chỗ này thôi là đủ sướng nữa bạn ơi, thấy không? Leo lên nhánh đó quăng mặn mặn xài xài à hả? Từ đó là nhìn xuống tới gốc nè, đó. Ở trên thì là mặn, ở xài ở dưới thì là mặn. Mặn này nó hết lớn rồi. Trắng trắng là ba thuốc sâu không. Bởi vì giờ đi vườn mà. Hồi xưa đi vườn thấy trái cây còn ăn được. Chứ giờ đi vườn thấy trái cây đó thì các bạn là không dám ăn luôn á. Ăn vô là dính chưởng nghiện thuốc không à. Mà bây giờ không có thuốc thì không có ăn. Ồ mấy cặp xài đây. Nhìn sướng. Đồ chua không. Đồ chua ai thấy cũng thèm. Nhìn cái chảy nước miếng. Nguyên dùng trên đầu mình. Chỗ nào có trái cây chứ. Lạ không. Nhìn chóng mặt luôn. Ủa các bạn không. Lại quay cái năm nữa. Cấp kỳ không. Mới mấy cái clip mới hôm qua hôm kia. Nhìn quay mấy cây dâu. Bây giờ quay lại mấy cây dâu nữa. Trái nữa nè. Lần năm nữa đó mà. Này thì mới trái non nè. Này đâu tầm tháng nữa rồi chín. Trái đã không? Này mà lớn nên là đầy cây luôn á. Thời gian trôi đi mau quá. Đồ chua các bạn ơi. Chọc hẹm bạn chơi. Cái này có một cái muối rồi. Cái này chấm muối ớt nhậu được rồi. Chua một cái không như chanh như sợ luôn á. Dâu vàng này nó ngứng rồi nè. Chảy nước miếng qua chơi. Vườn dâu nữa bạn nhìn quen. Hôm nay thất rồi. Trái sạch nè. Dâu này nó đủ cái cỡ như nè. Anh có, chị có, em có. Tóc hơi hơi là trưởng thành sớm. Vậy thì sớm.
đủ thể loại cho nhỏ bự vừa vừa lứa lứa em lum nha. Em đây trái dữ nè. Này tầm tháng nó đi rồi nó lên màu vàng cháy nhìn đẹp lắm. Tình hình là phao lương là quá êm luôn bạn ơi. Nãy giờ đi không luôn, êm gu luôn á. Giờ hy vọng mấy cái gặp chuột nè. Rồi cũng êm luôn, nước lên dữ ra. Ngập luôn hả? Ngập luôn, đi mà không gô nữa. Trở qua cái hang huyền thoại của mình coi. Hang là chúng ta bắt biết nhiêu lương rồi. Hình như tổng cộng còn 1, 2, 3. 1 phao. 2, 4 phao nữa hết rồi. Lương này mới con có chút ác, chưa ướt tay nữa. Rồi. Rồi. Sao nhảy hiền đi. Tụng cứng cứng nè. Rồi. Vô. Đó. Phép bự bự cho bạn thấy cho sướng. Này chắc nhỏ không bự quá, nhẹ. Nè nó hộp nước nè. Nó nước hộp đó chứ đâu phải vừa đâu. Nè rút vô nè. Cái hang này đúng là huyền thoại thiệt. Ừ. Ừ, được. Yeah. Ồ. Ui, dàn cháy luôn. Đúng là cái hang huyền thoại thiệt chứ. Gỡ gạt lại. Hang này lần nào qua thả cũng dính nha. Ít ít lắm mới qua sảy. Nuốt lử luôn. Các em lử nha. Có mấy cắt chứ không có là dễ gì. Lử sáng kiếm còn nữa. Cũng vớt vớt là mới cuối. Hên xui biết đâu còn mấy cái hang dưới nữa sao. Dạ. Mấy cái hang lử cuối này thả hang không à. Kéo chưa phê lắm. Vô mày. Tổng lưỡi khác thả sáng biết đầu được con nữa. Khi ở cặp thì sao. Nó cũng vớt vớt được đầu canh chua rồi đó. Ba phao nữa biết đâu. Biết đâu làm nên chuyện lớn. Chỗ chiến đấu không luôn á. Phao chỗ này là lúc trước cắm câu sảy cái. Rồi sao thả lại dính bành kia luôn. Ồ. Đồ chua. Trái tròn quay bốn lưỡng sáng giới. Nói chung xài trái thì đẹp lắm, con cá bán được. Khổ vậy đó. Xài này chúng đẹp luôn, đúng đẹp luôn. Quá lứa luôn rồi, xì mũ luôn. Không, quá lứa. Ý. Ồ không rồi. Không rồi. Hang này thất bại rồi. Mận này quá không giống luôn. Gãy nhánh nhưng mà thấy đẹp luôn. Nhánh hơi nhánh gì mà giống vậy người ta phải cột lên trển gịch nữa nó mới được. Này nó gãy nguyên nùi. Quá trời trai. Mận lúc này cũng nghịch mùa luôn. Trái không bự nhưng bán cũng được. Này giống gì nó gãy xuống cái rồi nè. Này ta phải giống lên trên đó. Còn một phao cuối cùng, phao lương. Ở bên kia ở chỗ huyền thoại. Chỗ đó bắt nhiều lương dữ lắm luôn, nhiều hơn cái hang trên kia luôn. Cắm câu cũng dính nữa. Thẳng cái lấy hên cái coi, giật luôn coi. Rồi dùng đeo. Dây còn nằm ngon cỏ đây nè. Rồi xong. Giờ hy vọng có mấy cái gặp chuột quăng đây. Còn 6 cái gặp chuột nữa. Kiếm con khè khè rồi có sung lên ngay. Đêm nay lương thì được nồi canh chua đó. Giờ tới lượt gặp chuột. Quá em.
cù cái coi nó động trong đêm coi. Rồi phơi mì nó không khoái rồi. Chiều nó đang luống. Còn cái gặp cuối cùng luôn. Khui rồi xong. Dìa yeah, khỏe. Nó có cầu quá vậy. Con lại đầu bờ đi qua luôn. Tình hình giờ bạn làm ăn khó khăn. Cầu không có cá. Cầu lương cắm cầu cũng chất quất luôn. Cây này cái gì đá trời. Này ngủ ha. Không biết cái gì luôn. Tối nay hai cha con nãy giờ lủi thủi lội lội cũng cỡ 2 tiếng hồ rồi. Đuối đuối luôn được có hàng lương à. Còn bằng ta út nhưng con kia trọng trọng hơn tay cái chút. Đủ nồi canh chua. Rồi cũng kết thúc tối thăm chuyến thăm câu đêm đây bạn ơi. Hy vọng là sáng mai có gì đó nó khá khá hơn nha. Chứ đêm nay thất thủ rồi. Quýu rồi. Đuối luôn. Hết sung luôn. Rồi hy vọng là sáng mai trúng lớn nha. Gặp lại các bạn ở sáng mai nha. Giờ lộ gì ạ? Bạn nhìn cái đường đi này tưởng tượng ra được gì không? Đó. Đi chang cái đường đi luôn. Rồi, chờ đợi sáng mai thôi.